Bản báo cáo về cuộc điều tra trong vụ tấn công lãnh sự quán ở Benghazi, Libya cho thấy sự bảo trì an ninh không được đầy đủ và hoàn toàn thất bại, tin từ Washington DC. Hai đồng chủ tịch của hội đồng xem xét trách nhiệm trong vụ tấn công ở Benghazi, ARB, Đô đốc Mike Mullen và Đại sứ Thomas Pickering đã tóm tắt tường trình với giới truyền thông trong ngày 19 tháng 12 năm 2012 về cuộc điều tra của Hoa Kỳ trong vụ tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya. Cuộc điều tra cho thấy, sự bảo trì an ninh cho lãnh sự quán tại Benghazi đã không được đầy đủ để có thể đối đầu với cuộc tấn công trong ngày 11 tháng 9 năm 2012 mà giết hại đại sứ Hoa Kỳ cùng với 3 công dân Hoa Kỳ bởi vì sự thất bại của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong sự đánh giá gay gắt, cuộc điều tra cho rằng sự thất bại trong việc bảo vệ lãnh sự quán tại Benghazi là do sự thiếu sót của giới lãnh đạo trong hai cơ quan của Bộ Ngoại giao và sự phối hợp không chặt chẽ giữa các quan chức và sự nhầm lẫn ở tại Hoa Thịnh Đốn cũng như ở tại Benghazi về việc ai có trách nhiệm và có quyền quyết định chính sách bảo vệ an ninh. Vụ tấn công trong ngày 11 tháng 9 năm 2012 đã làm thiệt mạng đại sứ Christopher Stephen cùng với 3 công dân Hoa Kỳ, đồng thời cũng tạo ra một cuộc tranh cãi chính trị trước ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 6 tháng 11 năm 2012. Sự đánh giá khắc nghiệt của bản báo cáo kết quả điều tra dường như có khả năng hủy hoại danh tiếng 4 năm của Ngoại trưởng Hillary Clinton, nhất là khi bà viết một lá thư kèm theo bản báo cáo rằng bà sẽ thực thi tất cả các khuyến nghị của cuộc điều tra. Đô đốc Mike Mullen phát biểu rằng, mặc dù cuộc điều tra không chỉ đích danh bất cứ một ai có hành vi sai trái hoặc cố ý không chấp hành chức năng, nhưng cuộc điều tra đã kết luận rằng quan chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao tại Hoa Thịnh Đốn đã tỏ ra sự thiếu lãnh đạo và khả năng quản lý của quan chức cao cấp tại Bộ Ngoại giao. Hội đồng ARB đã đích danh nêu tên hai cơ quan trong Bộ Ngoại giao. Một là cơ quan chịu trách nhiệm ngoại giao trong vùng Trung Đông và Bắc Phi. Hai là cơ quan chịu trách nhiệm an ninh. Năm thành viên của hội đồng đều nói rằng tình báo của Hoa Kỳ đã không cảnh báo chiến thuật chính xác của vụ tấn công và tình báo này đã không cho biết sức mạnh của mối đe dọa tới lãnh sự quán như thế nào. Vụ tấn công đã tạo ra nhiều câu hỏi về việc an ninh tại đại sứ quán của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Hội đồng ARB đã khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tạo ra một chức vụ quản lý an ninh cho các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán có nhiều mối đe dọa, cũng như mướn thêm nhân viên bảo an để bảo trì an ninh tại những nơi nguy hiểm đó.